Hội Cựu chiến binh thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền vừa tổ chức lễ khởi công trồng cây hoa phượng đỏ trên tuyến đường vào trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền. Sau lễ phát động, khoảng 50 lực lượng là lãnh đạo thị trấn, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh huyện, cựu chiến binh thị trấn phối hợp cùng giáo viên trường trung học cơ sở thị trấn Phong Điền và người dân trên địa bàn đã tiến hành trồng 120 cây hoa phượng đỏ dọc hai bên tuyến đường vào trường với chiều dài trên 1.200 m. Tại đây, các lực lượng còn phát quang vệ sinh môi trường, tạo thông thoáng tầm nhìn dọc hai bên tuyến đường.